Ờ, gì đó, tôm muối bà ơi. Xem nàng là ọt bà ơi nè. Ấy ơ. Chị sửa bà. Chị sửa sửa bỏ lại chân lại hả? Ừ. Yên cái này sẵn hả gì? Tụi nó khó sắc đấy ạ. Chuối ở đằng này, lúc phong nóng cổ bởi đẹp chăm. Nên nó hơi lấy chậm. Cái gì mà chắc tôi mong phí.
Đây lỗ cất thoát này. Thế ta bàn mùi bị lỗ thôi. Tần tích tiền lấy trong chữ bạc lấy bàn thở này. Thoát thoát vô tạp đẹp. Cực đần. Mất đần tí. Họ không có gì cho nó hay quá, hay quá. Khỉ con thiệt tình chứ mày ơi. Để nó che. Chết mẹ rồi mày đi mất rồi. Có đây đâu đâu à. Của con nó tức. Ăn quả đúng không? Cái gì ăn hả? Rồi nó bú ghê sao? Bà khỉ. Mình quay gạo sao? Bà khỉ nha, nó biết chút phè, nó biết chút phè lắm nha. Ăn gạo hả? Thì cho để thấy đại. Đẹp quá ha. Đừng ấy là nó sợ chạy giờ. Đấy. Đây. Giang hồ đấy mày. Đá cho đi đâu? Thì đá. Tè không nó đang tè, nó đang xem. Đó. Đấy, con cái đi. Xuống đây nè. Anh hết đi, cháu hết luôn đi lúc nữa nha. Ở đây, tung quá tầng đấy. Cháu ơi, cháu tung quá tầng đấy. Ông chung. Bây giờ dễ thương quá. Thơm quá. Con nó còn ướt ướt lông luôn á. Con hai một con nhỏ xíu rồi mới. Con. Đang lấy tên hả? Con đẹp chưa? Ôm chua. Đá ở đâu ai con chưa đè. Thì nhon nhá. Mày đừng đá đầu tao nhé, chỉ nghe cho con. Không có việc cảm ơn hết trơn. Nó thả tự do, đúng không? Nó quen rồi, giờ cứ cho ăn ngay bác đâu. Bây giờ nó đi đọc cũng bỏ tôi đấy cả. Chụp lại. Chụp lại nhé, lại cho đẹp nhé. Chụp lại cho đẹp nhé.